bản quyền. À, con tưởng là anh Nghĩa là lấy bản quyền cứ để đi, lấy ra liền. Không sao, Leon không cả bản quyền cũng được, nhưng mà phát lên YouTube sẽ thấy clip sinh mà không thấy một tiếng hả, cắt luôn. Vâng, nói đùa cho vui. Thưa quý vị, cảm ơn cháu vừa hỏi chú cái câu hỏi vừa rồi. Thưa quý vị, quý vị có tưởng tượng bài hát này tôi viết cách đây 52 năm về trước không? Wow. Năm 1972. Dạ, quý vị. Dạ, lúc đó chú bao nhiêu tuổi chú? À, lúc đó chú, dạ, lúc đó chú khoảng 20 mấy tuổi. Dạ, vâng. Đúng rồi. Mà, dạ, vâng. Mà con có một cái câu hỏi là chú kêu ai mà ghé với chú có một đêm vậy, xong ghé nhiều đêm á? Câu hỏi đó cũng hay. Thưa quý vị, lúc đó đó sở dĩ chúng tôi viết cái phong trào tôi gọi là Việt hóa nhạc trẻ, tức là nhạc ngoại quốc, nhưng mà chúng tôi viết lời Việt là bởi vì lúc đó đó giới trẻ Việt Nam mình họ toàn là nghe nhạc ngoại quốc không à, đúng rồi. Họ không có để ý đến nhạc Việt Nam, mà lúc đó chúng ta ở trong thời chiến mà các em cứ để tóc dài rồi hippie rồi thì mình cảm thấy là các em nó xa dần nhạc Việt Nam. Mà nếu mình bắt nghe đó thì các em nó cái khiếu của thích nghe ngoại quốc mà. Đúng. Cho nên tụi tôi mới viết lời Việt là để kéo các em về gần nhạc Việt Nam. Dạ. Đó thì đó là lý do, bởi vì nhiều khi những cái bài nhạc ngoại quốc ấy, ý nghĩa của nó không có sâu sắc, thí dụ như là không phải là sâu sắc nhưng mà nó không gần với người Việt. Dạ. Như là bài Mây Lang Thang thì bài đó, cái bài chính của nó là The Cowboy Work Is Never Done, tức là công việc của anh chàng cowboy thì không bao giờ hết hết á. À, thì đâu có ai care, who care cowboy. Bài này của Sonny and Cher. Dạ. Vâng. Mà buồn cười là chú viết lời Việt là bởi vì chú biết lúc đó chú quen một cô tên là cô Lãng Vân. Lãng thì là lãng đãng, vâng. Mà Vân là mây mây bay trên trời, rồi thì mây lang thang. Hay quá Ờ, phía Nga nói là chú Nam Lộc đang tiết lộ người yêu cũ. Cái đó là chú Nam nói mà. Hồi đó chú Nam Lộc quen người yêu Lãng Vân, bây giờ quen người yêu Lãng Tai. Dạ, không có nghe chú đang kể cái gì hết trơn. Thí dụ như là một cái buồn cười là thí dụ như bài bài Tell Low Ride Lover. Dạ. Bài đó là đúng là bài đó là câu chuyện Trưng Vương khung cửa mùa thu. Rồi, thế nhưng mà cái bài chính của nó là Tell Low Ride Lover. Dạ. Là câu chuyện của anh chàng đua xe. Anh ấy đua xong cuối cùng anh gặp tai nạn. Đúng rồi. Thì anh ấy chết. Anh chết trước khi anh chết thì anh mới nhắn người yêu là Laura đó, please tell Laura I love her. Thế thì thay vì mình viết câu chuyện buồn như vậy thì chú lại viết lời Việt thành năm mấy bài Trưng Vương khung cửa mùa thu. Thì đây là những cái kỷ niệm, thưa quý vị. Cái thời đó đã qua rồi, hơn 50 năm về trước. Nhưng mà chú ơi, cháu vẫn thấy cái những cái bài hát đó, những cái câu chuyện mà chú viết nó vẫn còn ongoing với tụi chả những chú. Cháu thấy được danh ca Thanh Lan hát bài đó, rồi sau này là có những thời của ca sĩ Mỹ Huyền thí dụ, rồi còn vừa tụi cháu, rồi cháu tin là còn nữa, còn nhiều giới trẻ nữa. Đúng sẽ rồi. Tìm chú, những bài hát đó và chú làm mới rất, lại. Rồi chú cũng rất là hãnh diện là ngay cả Việt Nam bây giờ các em nó cũng hát. Từ cái thời cô từ cái thời mà các em bắt đầu nhạc người ta mở đường ở Việt Nam đó, thành ra mọi người đều hát cả. Nhưng mà rất là, thưa quý vị, rất là cảm ơn cháu đã hát bài hát này và cảm ơn Khánh Hoàng đã chia sẻ đôi lời. Cảm ơn chú Nam Lộc, một trong những người nhạc sĩ đã góp một phần công sức của mình để làm cho dòng nhạc Việt Nam chúng ta phong phú và phát triển cho đến tận ngày hôm nay. Dạ. Nhạc sĩ Nam Lộc. Cảm ơn quý vị, cảm ơn cháu. Thôi bây giờ trả lại cho Lý Anh Vũ. Xin cảm ơn chú rất nhiều, Leon rất là vui hôm nay được hát.